Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Thế giới cây giống chi nhánh Cái Bè. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn đây là giống bưởi da xanh. Giống bưởi da xanh này là một trong những giống bưởi ngon nhất ở Việt Nam. Và cũng có nguồn thông tin nói rằng đây là giống bưởi cấm xuất khẩu. Đây là giống độc quyền của Việt Nam nha các bạn. Bưởi da xanh là một trong những cây kinh tế chủ lực được trồng nhiều phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long, với các đặc điểm là dễ ra hoa đậu trái, phù hợp với nhiều vùng đất, đất cát, đất thạch pha xép, đất thịt, đất phù sa đều có thể trồng được giống bưởi này. Năng suất trung bình khoảng 15 đến 20 tấn trên một năm. Khoảng cách trồng cây bưởi này thì từ 5 tới 6 mét, tương đương tới 330 cây trên hecta, rất là phù hợp với thời tiết khí hậu ở Việt Nam. Đây là giống bưởi da xanh không hạt tới ít hạt, có tại thế giới cây giống chi nhánh Cái Bè nha các bạn. Hiện tại thì cây bưởi rất là đẹp, rễ ra đầy bầu luôn, đảm bảo chất lượng, không có bệnh vàng lá gân xanh. Một số hình ảnh cây bưởi da xanh tại thế giới cây giống chi nhánh Cái Bè. Xin chào và hẹn gặp lại.